Ok, rồi thì hôm bữa mình có để 40 cái video rồi thì cái đó là kiến thức nền. Thì chắc là anh em cũng xem, không xem kỹ thì chắc cũng xem sơ sơ rồi nha. Thì nếu mà xem 40 video này, 40 video thì cũng đủ đồ chơi để mình có thể mình làm được cái workshop này rồi. Thì hôm nay mình nhảy vô mình làm thôi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm cái thứ nhất là mình sẽ setup một cái project hạt test. Sau đó là mình sẽ viết một cái token. Và sau đó nữa thì mình sẽ test cái token. Và sau đó nữa thì mình sẽ deploy cái token đó lên testnet và mình sẽ giao tiếp với nó. Thì bản chất là cái token nó cũng chỉ là một cái smart contract thôi. Thì nếu mà giao tiếp được với token thì mình sẽ giao tiếp được với smart contract. Rồi, bây giờ anh em thấy màn hình rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ sạc nha. À, có anh em nào chưa thấy màn hình không? Anh em thấy màn hình hết rồi đúng không? À, rồi ok, bây giờ mình sẽ new một cái project mới ha. Mình đặt là workshop. Shop. Một đi. Rồi. Rồi ha, project mới hoàn toàn trống, chưa có gì hết. Thì ở đây chắc là anh em cũng từng làm cũng từng qua dev rồi thì chắc cũng biết chắc mấy cái này đúng không? Đầu tiên là phải cài Node. Rồi, xong rồi mình sẽ phải cài npm. Rồi, đó thì nếu mà cái này á, thì mình đã có Node, đã có npm rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em setup cái project hạt test và mình sẽ làm một cái project về là tạo ra một cái token. Thì cũng đơn giản thôi. Cái này thì nếu mà làm hạt test thì mình sẽ lên Google, mình sẽ gõ hạt test document. Đó, mình chơi cái mới nhất luôn đi, coi nó có lỗi gì không. Thì nếu mà có lỗi gì thì mình xử. Đây thì đây là cái hướng dẫn của hạt test mà cái mới nhất. Thì mình qua cái phần tutorial này, đây nó có hướng dẫn ở đây thì mình sẽ làm easy y chang như cái hướng dẫn này. Cái này là cái phiên bản mới nhất của nó luôn nha. Nó một số cái nó sẽ khác với lại những cái mà anh em làm trên cái phiên bản cũ á. Thì mình thử mình chơi luôn cái bản mới nhất á, để trong cái quá trình mình làm á, nếu mà nó có lỗi hay là nó có gì đó thì mình cùng nhau mình fix lỗi, mình sửa lỗi, mình trong cái quá trình mà mình sửa lỗi thì mình sẽ học được nhiều thứ hơn. Rồi ok nè, đầu tiên là overview là nó nói sơ sơ hạch hết là sẽ có JavaScript mà Terminal, Git, Smart Contract, Setup MetaMask gì đó. Quan tâm ha. Rồi, Setup Environment, Installing Hard Hat. Cái này trên Ubuntu nè, trên Mac OS nè, trên Windows. Mình thì là mình trên Windows. Thì mình sẽ làm cái gì? Create Project Hard Hat, Makerdir. Này là tạo thư mục nha, CD vào. Thì mình đã làm xong tới cái bước này rồi. Có nghĩa mình đã tạo được cái thư mục workshop 01 và mình đã CD vào nó. Nghĩa là mình đang hoạt động ở trên cái terminal, là mình đang làm việc ở trên cái thư mục là workshop gạch dưới 01 rồi. Ok ha. Rồi. Đây, đầu tiên là npm init, tại vì hack hat nó là một cái gói npm package, do đó mình phải chạy cái lệnh npm init để mình khởi tạo một cái dự án npm. Thì mình nói làm sao thì mình cứ làm theo easy như hướng dẫn thôi. Rồi, npm init. Rồi, tên, version, mấy cái này thì sau này mình đổi sao được, nó cứ để mặc định. Rồi, npm init xong thì mình sẽ thấy nó có một cái file là package.json. Cái file này nó sẽ bao gồm tên, bao gồm version, description gì đó. Thì hồi nãy mình muốn sửa gì đó thì mình vô đây mình sửa. Tác giả, license. Rồi. Npm init xong thì mình lại tiếp tục mình quay lại coi nó nói cái gì. Rồi, bây giờ npm init xong rồi mình mới bắt đầu mình cài hạt hết vô. Cài hạt hết bằng cái lệnh là npm install gạch gạch cdhạt hết. Rồi, copy nó qua. Rồi, qua đây. Bập nó vô dứt rồi chờ cho nó chạy. Thì anh em nào mà có ngồi máy á thì có thể làm theo cho trong cái lúc mình làm luôn, hoặc là sau sau khi mà coi mình làm xong á thì bắt đầu xem lại video rồi làm theo. Rồi trong quá trình làm thì chắc chắn nó sẽ có xuất hiện lỗi, thì lỗi gì thì cố gắng Google Stack Overflow gì này nọ, cố gắng xử nó, còn xử không được thì nhắn lên group mình trả lời.
Rồi, như vậy là đã cài xong hạt hét. Thì khi mà cài xong thì nhảy qua cái package là nó sẽ có hạt hét ở đây. Ok, là mình đã cài xong ha. Ai vào nữa vậy? Rồi, ok, bây giờ cài xong hạt hét rồi, làm tiếp cái gì ở đây? Bây giờ trong cùng một thư mục nè, nó viết nè npx hạt hét, mình sẽ gõ cái lệnh này để mình start một cái project hạt hét. Rồi, mình sẽ gõ npx hạt hét enter. Rồi thì nó sẽ có nhiều cái dạng ha. Nó trong cái hạt hét mới này nó chỉ có hai cái dạng thôi. JavaScript hoặc là TypeScript hoặc là tạo một cái file hạt hét config trống. Thì đối với những cái phiên bản cũ á, thì nó sẽ có advanced, nó sẽ có một project mẫu, nó sẽ có tùm lum hết, nhưng mà cái phiên bản hạt hét mới này nó chỉ cho mình có ba cái lựa chọn thôi. Có thể là mình vừa chọn một cái dạng mẫu JavaScript hoặc là TypeScript. Còn ở đây á, để demo cho anh em thì mình sẽ chọn là empty project hạt hét config thôi. Để mình làm cái gì thì mình sẽ thêm cái đó vô. Thì nó sẽ thêm cho mình một cái file hạt hét config.js đây. Rồi ok, cứ follow cái hướng dẫn của nó và làm theo là được thôi. Rồi ở đây nó sẽ giới thiệu về hạt hét architecture. Thì ở trong cái hạt hét nó sẽ có cái task. Nó sẽ có cái task được định nghĩa ở trong cái file mà config á. Thì mình cứ theo vậy thôi. Sau đó nó sẽ kêu mình cài một cái gói nữa là cái gói hạt hét toolbox. Thì cái này là cái bản mới thì nó gom vô, có nghĩa là hồi xưa nó nhiều lắm, nó có chai rồi mocha rồi mấy cái thư viện rồi mấy cái Etherscan API các thứ để mình hỗ trợ cho cái việc mà mình viết smart contract á. Nhưng mà cái phiên bản mới này thì nó gom lại chỉ có một gói là cái hạt hét toolbox thôi. Thì chỉ cần cài cái gói này vô là nó đủ đồ chơi trong này. Rồi ok, tiếp tục thì mình sẽ cài cái gói này vô. npm cd hạt hét toolbox quất vô. Rồi xong, như vậy đã có hạt hết toolbox. Quay lại cái này khỏi có chưa, đây có hạt hết toolbox rồi đây, vậy là ok ha. Rồi bây giờ mình cứ tiếp tục theo cái hướng dẫn của nó. Đầu tiên là hạt hết toolbox, bây giờ nó kêu mình phải add thêm cái dòng này ở trong cái hạt hết config.js, thêm cái dòng này vô thì mình sẽ thêm vô require cái dòng này ở trong cái hạt hết config. Rồi mình sẽ thêm vô trong cái hạt hết config chưa có, đúng không, chưa có, thêm vô. Rồi xong. Rồi như vậy là mình đã làm xong một cái bước đầu của nó. Bây giờ mình bắt đầu nè, writing and compiling contract, bắt đầu viết smart contract đây. Bắt đầu nó hướng dẫn viết smart contract. Rồi, đầu tiên là để write smart contract ha, thì theo cái cấu trúc folder của Hackhead á, thì mình sẽ tạo một cái thư mục là contract để mình chứa tất cả các cái file .so, nghĩa là cái file mà Solidity contract trong đó. Rồi thì mình sẽ làm cái chuyện đó. Mình sẽ new một cái folder nè, mình đặt nó là contract nè. Rồi sau đó mình sẽ new file nè, mình tạo là token.show nè. Rồi đây là cái file solidity, thì nó cũng có cho mình một cái file mẫu luôn, một cái file mẫu token mẫu của nó luôn. Nhưng mà cái file token mẫu này của nó là viết viết kiểu một cái token cơ bản thôi, nhưng mà mình muốn show cho anh em cái contract của mình á. Mình xài cái OpenShip Lint để mình demo cái chuyện mà mình cài cái thư viện OpenShip Lint vô, xong rồi mình sử dụng các cái template mẫu, contract mẫu của OpenShip Lint. Thì để từ từ chờ xíu nha, để kiếm cái contract mẫu của mình. Ai vô nữa đây? Smart contract mẫu, smart contract đây, contract nó đây,
Rồi. Rồi, mình sẽ copy cái thằng này qua rồi ha. Thì á anh em thấy là cái smart contract của mình sẽ khác với của nó, là mình sẽ import các cái contract mẫu từ cái thư viện mà OpenZipLink. Rồi thì đây là mình import đây ha, mình đặt tên đây. Thì cái này nó sử dụng nó thừa hưởng từ cái ERC20 ownable và burnable. Thì ERC20 là chuẩn ERC20 rồi. Còn mình thừa hưởng từ cái ownable để mình có cái chức năng mà transfer ownership nè. Rồi mấy cái modifier mà chỉ dành cho owner thì nó sẽ nằm ở đây. Rồi burnable là cái chức năng này, cái token này nó sẽ có cái chức năng là burn token. Thì đây là một cái token, cái code của một cái token rất là cơ bản này, chỉ có hai mươi mấy dòng lệnh thôi, mình đã có một token rồi. Rồi ok, mình làm tiếp ha. Sau đó thì nó có, khi mà có token rồi á thì mình sẽ compile cái smart contract bằng cái lệnh là npx -head compile. Thì khi mà mình compile nó sẽ lỗi ha, tại vì nó sẽ alo. Em làm theo anh luôn đúng không? Ok. Rồi đó, anh gửi lên rồi đó. Đó thì theo như cái document của nó là sau khi mà mình viết smart contract xong á, thì mình sẽ compile. Thì khi mình compile để nó compile ra bytecode á, với lại nó có API đồ này nọ. Thì để mà compile một cái smart contract mình sẽ gõ cái lệnh là npx -head compile. Rồi, giới hạn gì em? Nó giới hạn cái để anh gửi Telegram nha. Telegram Blockchain Trainee. Rồi, enter cái này. Đây, nó sẽ bị lỗi đó. Thì cái lỗi này anh em đọc thì anh em có hiểu lỗi không? Tại vì thật ra cái chuyện mà học á, mình đọc các thông báo lỗi và mình fix được cái lỗi là một cái cách học mà rất là tiến bộ, rất là nhanh luôn. Thì như cái trường hợp này á, là cái câu báo lỗi nè: thiếu thư viện library OpenZipLink gạch solidity được được import từ cái contract này, là nó thiếu, coi như là thiếu cái thư viện này nè, thấy gạch đỏ không? OpenZipLink Security rồi, thì thiếu thì mình cài thôi. Alo, sao sao em? Rồi thì bây giờ thiếu cái này đúng không? Thiếu cái thư viện này thì mình sẽ cài nó vô. Cài nó vô bằng cái lệnh install này vô. Rồi. Sau đó thì sau khi cài xong á, thì mình sẽ compile nó lại. Đó thì xong, nó đã nè, compile successfully, có nghĩa là mình đã compile xong cái smart contract. Thì anh em thấy sau khi compile á, nó sẽ có một cái thư mục là cái artifact. Thì artifact nó sẽ lưu các cái artifact mà sau khi compile mình có được á, mà quan trọng nhất á, là mình vô cái floppy.json nè, là sẽ có cái API. Thì cái API này rất là quan trọng luôn. API này sau này mình sẽ dùng để mình giao tiếp với nó cả trên cái mạng mà test của cái thằng Hathead và cả trên cái mạng chính luôn. Do đó mình sẽ thấy là ở đây trong cái artifact contract nó sẽ có cái token nó JSON và cái API nằm đây. Ngoài ra nó có những cái thông tin nữa như là tên contract, rồi suộc nằm ở đâu, các thứ vân vân và may may. Nhưng mà mình chỉ cần biết là cái API nó sẽ nằm ở đây thôi. Rồi ok, vậy là đã compile xong. Compile xong thì bây giờ mình lại tiếp tục mình test smart contract ha. Rồi, compile xong rồi nè. Bây giờ tới testing contract nè. Rồi, đây. Thì ở trên cái này nó sẽ nói là
nó sẽ sử dụng cái thư viện Ether.js và cái testing framework là cái framework Mocha. Thì hai cái thằng này là ở trong cái, nó đã gom hết vô trong cái phần, cái thằng mà hack toolbox á, mà hồi nãy mình cài á, do đó là nó có đủ đồ chơi rồi. Ok, writing test thì đây là cái test token của nó. Bây giờ bắt đầu test nè. Bây giờ nó sẽ test, mình sẽ copy nguyên cái thằng này ha. Test code test, à nó nói là trước khi mà mình test á, thì mình sẽ tạo một cái thư mục. Ở đây mình đã tạo contract rồi đúng không? Cái thư mục contract rồi. Và cái thư mục artifact và cat á, là khi mình compile nó tạo. Bây giờ nếu mà mình muốn test á, thì mình sẽ tạo một cái thư mục mới, mình đặt tên là test. Và mình sẽ viết mấy cái test script ở trong này. Rồi. Mình new folder đi. Ví dụ mình đặt là test token.js. Thì cái này là JavaScript ha, mình viết mấy cái test case bằng JavaScript. Để mình copy đây anh em cho nhanh. Token.js đây. Copy nó qua nè. Rồi, thì mình đã copy cái token qua, thì á cái thằng này á, cái thằng test này á, nó sẽ viết một cái describe block. Đây là cái cấu trúc của một cái file test nè, em nhìn vô thì cái này là cái test framework đưa ra cái cấu trúc này thôi. Và mỗi trường hợp test á, nó sẽ nằm trong một cái if block. Đây, cứ một trường hợp đã nằm trong một cái if block. Thì cái này là một cái test rất là cơ bản. Đầu tiên là cái chỗ này ha, cái chỗ này nó sẽ là Ethers.getSigner, nó sẽ trả về một cái array các cái địa chỉ, các cái account để mình dùng các cái account đó để mình test. Thì ví dụ như nó định nghĩa một cái account là owner và nó dùng cái hàm này để nó trả về cái array này có cái địa chỉ owner, mình sẽ dùng cái owner để mình test. Rồi, deploy như thế nào? Deploy bằng cách là tạo một cái biến token, sau đó gọi cái hàm Ethers.getContractFactory. Sau đó gọi cái hàm token.deploy là nó sẽ deploy. Thì trong cái trường hợp này á, mình vô trong cái contract này. Contract thì mình thấy cái constructor của nó không có tham số. Constructor trống không có tham số. Thì khi mà deploy á, khi mà deploy thì mình thấy nè, chấm deploy không có tham số. Còn nếu mà trường hợp smart contract mà nó deploy có tham số thì mình phải truyền cái tham số đó vô trong đây. Rồi. Sau đó nó sẽ check một cái trường hợp là hack hết token balance up, nó sẽ check cái balance của thằng owner sẽ phải bằng hack hết token balance, nó sẽ gọi cái hàm balance up của thằng owner và nó sẽ check là owner bằng total supply để coi có giống cái thằng này không. Total supply, à đây mình min hết total supply cho owner nè, vậy cũng giống cho nó rồi. Bây giờ mình sẽ test nè, test bằng cách là mình chạy npx hack rồi nó sẽ báo lỗi. Thì cái lỗi này là gì đây? Artifact for contract token not found. À có nghĩa là ở đây nè, anh em quay lại ha, quay lại cái test artifact for contract token, có nghĩa là cái token này á, cái tham số mà mình truyền vào cho cái hàm get contract factory á, nó phải là tên của cái token. À nhưng mà cái contract của mình tên là floppy chứ không phải là tên là token, thì cái tên này phải đúng nè. Thì mình copy thằng này qua đây nè, mình sửa lại là get contract factory là mình phải get của cái thằng floppy ra thì nó mới đúng đó. Rồi chạy. Đó, thì nó ok ha. Deployment should assign total supply of token to owner. Có nghĩa là cái token của mình, cái logic của mình deploy cũng giống nó, có nghĩa là mình sẽ có cái total supply ở đây và khi mà mình deploy á là mình sẽ min toàn bộ cái supply cho cái thằng owner. Thì đối với cái test case này thì nó sẽ kiểm tra cái trường hợp đó là coi coi nó có cái smart contract có làm đúng cái chuyện đó không. Đó thì cái này là đúng nè, smart contract nó làm đúng cái chuyện đó. Ok ha. Rồi mình tiếp tục ra. À, thì cái này là nó NPX hạch hết này, đây cũng giải thích này, thì nó cũng giải thích y chang như mình giải thích cho anh em nãy giờ thôi. Rồi, constant token get factory đó, đây nó cũng giải thích từng dòng từng dòng. Rồi, ở đây nó sẽ viết thêm một cái test case nữa, nó cao cấp hơn một tí ha, có nghĩa là nó sẽ test cái trường hợp là các cái
các cái token chuyển cho nhau. Thì như cái trường hợp test cây trước á, thì mình chỉ có một cái address, một cái account để mình test thôi, mình chỉ cần lấy một account thôi. Còn cái trường hợp ở dưới này á, là để mà test được cái mà nhiều account chuyển cho nhau á, thì thấy là nó phải truyền vào owner nè, nó truyền vào address 1, nó truyền vào address 2, nó gọi cái hàm get signer, thì khi đó cái hàm này nó sẽ trả về cho mình ba cái account để mình test. Rồi để mình thử cái thằng này ha. Đây, rồi mình xem thử cái test case này ha. Đấy, đầu tiên nè, gọi cái thằng này để lấy ba cái account test. Ok, có ba cái test rồi, bắt đầu nó deploy cái thằng token. Đây là khúc này để deploy đây, get factory à, khúc này phải chỉnh lại floppy nó mới chạy được. Rồi, đây. Rồi. Sau đó nó bắt đầu deploy, xong rồi ở đây nó có comment cho mình nè, chuyển 50 token từ owner cho address 1, thì để chuyển thì nó sẽ gọi hash token chấm transfer, và cái hàm transfer nó nhận vô hai cái tham số là cái địa chỉ người nhận và số lượng. Tại sao nó biết vậy thì ví dụ anh em vô đây ha, anh em search cái chỗ này coi cái thằng này, mà mình sẽ tìm cái hàm transfer, tìm coi nó transfer nó nhận vào cái gì. Đây thì đây là cái hàm transfer nè, transfer nó sẽ nhận vào một cái address to, có nghĩa là address của người nhận và cái số lượng. Thì đó, thì khi đó mà ở bên cái chỗ mà test á, để mà giao tiếp thì mình cũng phải truyền đúng, mình phải truyền đúng cái tham số theo đúng cái thứ tự, vậy thì mình mới gọi được cái hàm đó. Thì sau khi mà mày gọi cái hàm transfer này thì nó sẽ expect, có nghĩa là cái kết quả mà sau khi chạy cái dòng này á, thì cái balance up của cái thằng address 1 này phải là 50, tại vì lúc deploy là address 1 là 0, thì thằng owner chuyển 50 thì phải là 50. Sau đó nó lại tiếp tục nó chuyển 50 token từ address 1 tới address 2. Thì ở đây để nó giới thiệu với anh em á, trong cái test á, ví dụ như là hash token chấm transfer đúng không, thì cái này á nếu mà để vậy á là nó sẽ gọi cái hàm transfer từ cái thằng owner. Còn á, nếu mà mình muốn gọi cái hàm transfer từ một cái account nào đó thì mình sẽ dùng cái chấm connect, giống như ở đây nè, hash token chấm connect address 1 chấm transfer, có nghĩa là cái thằng address 1 này sẽ transfer tới thằng address 250. Và sau khi cái câu lệnh này á, thì cái kết quả mong muốn á, là cái balance của cái thằng address 2 này phải là 50. Rồi, mình sẽ chạy cái test case này. Đó thì cái, không biết anh em nào hỏi, mình cũng có trên group á, cũng có người hỏi làm sao để viết được unit test cho smart contract. Thì unit test là vậy thôi, nó có hàm nào thì mình viết test case cho hàm đó, và mình viết thành một cái happy path và một cái unhappy path. Có nghĩa là một cái happy path là mọi mọi việc nó trơn tru hết thì cái hàm nó chạy ok. Còn unhappy path là ví dụ như là không thỏ require, hoặc là không thỏ mấy cái hàm if else, hay là có cái vấn đề gì đó thì cái transaction nó phải bị revert. Đó thì cái đó là cái cách mà mình viết cái unit test cho một cái smart contract. Rồi mình tiếp tục ha. Bây giờ cái đó là một cây rồi. Bây giờ mình sẽ xem tiếp một cái cây nữa. À, đây. Reuse comment test. À, đây đây mình sẽ copy cái này, có nghĩa là nó cái khúc này á thì nó sẽ nói về cái chỗ một cái này cũng là mới nè. Để copy cái thằng này qua đây. Nó sẽ có một cái chỗ nè. Đây, deploy token fixture. Có nghĩa là đối với cái một hồi xưa khi mà nó chưa có cái thằng nó chưa ra cái này á, thì mình phải sử dụng một cái trong JavaScript, nó gọi là before if hook. Thì cái này anh em tìm hiểu thêm thôi nha, để mình gõ lên trên cái group Telegram này. Mà anh em nào chắc lập trình JavaScript nhiều thì chắc biết cái này. Tại vì cái yêu cầu của testing á là khi mà mình chạy xong một cái if block này thì mình phải reset cái state của cái blockchain test của cái thằng hash lại như là một cái state ban đầu, để cho những cái if block này nó không có bị nằm đè lên nhau. Nghĩa là chạy xong cái thằng if này, chạy xong một cái test case thì phải reset mọi thứ lại như ban đầu thì mới bắt đầu chạy tiếp cái test case thứ hai. Thì đó là cái ý nghĩa của nó. Thì ở trong cái phiên bản mới này á, thì cái thằng hash này nó có một cái nó gọi là deploy token fixture để nó phục vụ cho chuyện đó. Thì giống như ở đây ha, anh em thấy nè, nó sửa thằng này lại floppy cái.
floppy này là file floppy này đó, thì á ở đây á có nghĩa là cứ xong một cái if block là nó sẽ chạy cái hàm này deploy token feature để nó deploy lại từ đầu cái token à. Và ở dưới đây nó cũng có nói nè, feature can return anything you consider useful for your test, nghĩa là sau khi nó chạy cái load feature này mình có thể trả về bất cứ cái gì mà mình muốn, mà nó có nếu mà mình muốn xài ở trong cái if block thì ở đây nó cũng có cho ví dụ nè ha. Ví dụ như ở trong cái if block này nó chạy nè, should assign total supply thì nó thay vì phải viết như cái ban đầu á thì nó chỉ cần gọi là away cái load feature, nó truyền vào deploy token feature đó. Thì đây là cái cấu trúc của nó nếu mà mình muốn xài cái chức năng mà deploy token feature. Rồi thì nó sẽ expect in như cái đầu. Rồi cái sau đây, đó cái sau này ví dụ nè, nó sẽ gọi away load token feature nhưng mà nó sẽ trả về các cái address. Sau đó nó sẽ dùng các cái address này để nó thực hiện cái vụ mà transfer giống như là cái test case thứ hai mà mình mới làm á. Thì cái đối với cái test case này thì nó cũng như là cái một với cái hai thôi, nhưng mà nó giới thiệu thêm một cái chức năng là deploy token feature để mình reset hoặc là mình trả về các cái gì đó mà mình cần thiết cho cái test case của mình. Thì cái này code thì chắc là xong thì mình sẽ up lên GitHub, anh em có thời gian thì nghiền ngẫm, anh em mình giải thích sơ sơ vậy thôi. Rồi thì chạy thử thằng này coi. Rồi đó thì nó sẽ pass được hai hai cái test case là phải assign total token nè và phải transfer between account là pass rồi. Ok, vậy là cái smart token của mình là cái smart contract token là ok rồi. Cái đó là test full coverage gì đây à, full coverage là cái này cũng là cái code này là cũng là một cái code test full các cái chức năng của một cái token cơ bản à. Thì nếu mà anh em nào mà có nhận mà có token cho người ta thì có test case này vô cho nó sơm tụ, nhưng mà nếu mà thực tế mình làm nhiều á mà nó mình làm từ OpenZipLink thì cũng ok, mà thường nó sẽ không có lỗi gì đâu. Thì đây nó cho mình một cái file test hoàn chỉnh của một token ha, để coi nó test cái gì nè. Đầu tiên là phải set the right owner nè, xong là phải assign total supply nè, xong rồi nó bắt đầu cái describe, nó sẽ test về các cái transaction đó. Thì các cái transaction là phải chuyển giữa các account nè, rồi phải emit event transfer nè, có nghĩa là sau khi mình transfer là ở trên nó phải có emit một cái event đó, xong rồi nó chuyển chuyển nè đó. Thì cái cách cái này mình đọc để mình biết á, giống như là sau này mình có một cái smart contract khác nhưng mà mình cũng muốn test là cái hàm đó có emit event hay không, thì nó sẽ anh ơi cho em vào nhóm. Đây nè. Chờ sorry nha, sorry anh em nha. Mà link link. Rồi, ok, rồi thì đó mình đọc cái cấu trúc của nó để mình biết. Ví dụ mà test test cái expect một cái event đó, thì mình phải viết đúng theo cái cấu trúc này, away expect nè, connect rồi đó, đáp chấm transfer chấm to emit, nhưng mà chuyện cái to emit thì truyền vào cái token, truyền vào cái event transfer, rồi chấm with argument các cái tham số mà event nó phải xuất ra event đó. Thì mình đọc để mình sau này mình viết test thì mình nhớ. Rồi cái này should fail nè, cái này là unhappy path nè, cái này nó phải fail nếu mà sender không có đủ token, không đủ token mà chuyển á thì phải fail và phải trả về lỗi nè ha. Away expect reverted, thì anh em nhớ lưu ý một cái nhỏ nhỏ nha. Nếu mà mình expect á, ví dụ như expect expect bình thường á, expect cái balance của thằng owner này phải bằng cái số này thì mình sẽ là expect xong rồi away. Còn đối với cái trường hợp mà reverse á, reverse thì phải away xong rồi mới expect đó. Thì bởi vì cái anh em cứ vô code nhiều đi thì cứ đụng 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 mấy cái lỗi đó làm riết quen à. Rồi thì đây là một cái test case full của test một cái token. Rồi nếu mình thử ha.
Đăng ký. Rồi, lỗi gì đây? Token contract deploy, token switch deploy, token not found. À, phải sửa thằng này lại floppy chứ. Ai vào đây? Nó bây giờ mình muốn lấy cái contract riêng của mình á, để mình làm vậy, để cái, trong cái quá trình đó nó phải có lỗi. Có lỗi thì mình sửa lỗi rồi này nọ thì mình mới mau tiến bộ chứ. Chứ mình demo mà nó cứ chạy trơn tru thì đâu có gì để nói. Có nghĩa là cái này là đầu tiên phải sửa thành floppy nè. À, đâu rồi? Rồi trở lại ha. Rồi, chạy được rồi nhưng mà vẫn còn một failing. Đây. Đầu tiên nè, success rail nè chạy được nè. Đó thì khi mà mình chạy test á thì anh em thấy cái trường hợp nào mà pass á, thì nó sẽ check là pass. Còn cái trường hợp nào fail á thì nó sẽ fail. Should fail if token doesn't have enough token nè, một failing thì nó sẽ có cái câu bỏ lỗi đây. Thì mình sẽ đọc cái câu bỏ lỗi này. Expect transaction reverted with reason not enough token 20. Rồi, ok, cái lỗi này là lỗi gì ha? Mình sẽ tiếp. Mình sẽ quay lại cái mình sẽ quay lại cái test case mà nó bị fail, đó là cái test case này. Test case này nó đang bị fail. Có nghĩa là khi mà revert á, khi mà mình expect cái câu revert này á thì nó sẽ có revert with một cái câu thông báo lỗi. À, và cái câu thông báo lỗi này á là phải đúng với lại cái câu thông báo lỗi ở trong cái smart contract. À, để mình quay lại cái smart contract cho anh em coi ha. Quay lại cái này ha. Đây, ví dụ như thằng này đi, thì cái dòng require này nè, nếu mà nó không thỏa cái dòng require này thì nó sẽ trả về cái câu này. Thì ở trong cái test case á, mình cũng phải lưu ý là reverted with là phải nó phải trả, mình phải reverted with cái string mà trả về phải đúng y chang như là cái mà mình mong muốn cái smart contract nó trả về, từng dấu chấm, dấu phẩy, từng chữ hoa, chữ thường, từng dấu cách luôn nha. Còn nếu mà nó sai á là cái test case nó sẽ fail luôn. Thì đối với cái trường hợp này á, thì anh em thấy nè, reverted with reason ERC20 transfer amount exceed balance, có nghĩa là tại vì cái thằng contract của OpenZipLink á, nó trả cái câu báo lỗi khác với lại cái thằng contract mẫu của cái thằng hạt head, do đó là cái này nó lỗi. Thì mình sửa là sao? Thì sửa thì mình sẽ copy cái câu này thôi, copy câu này vô đây thôi, có nghĩa là cái khi mà không đủ á, thì nó sẽ trả về cái câu thông báo lỗi này. Rồi, để cho anh em xem luôn nè, xem luôn ha. Transfer thì nó sẽ gọi tiếp vô một cái hàm này nữa, xem bên đây nè. Đây, thấy không? Nè, nó require nè. Balance from lớn hơn amount ERC20 2 chấm transfer amount exceed balance. À, có nghĩa là ví dụ như mình có 20 đồng thôi nhưng mà gọi cái lệnh chuyển 50 đồng thì nó sẽ quăng về cái câu lỗi này. Do đó là test là cũng phải expect cái câu đúng như vậy thì nó mới nó, cái test case nó mới pass. Rồi, sửa chưa? Sửa rồi. Sửa rồi thì chạy lại. Rồi, đó. Thì nó đã pass hết rồi. Đó, thì đây là cái cách mà mình test một cái smart contract để coi thằng docker mình nó còn gì hay không. Đây, num passing nè, debugging with hashed network, console log. À, cái này cũng hay nè. Có nghĩa là bây giờ á, cái đối với cái thằng framework hashed á, mình có thể console log trực tiếp ở trong cái smart contract luôn. Thì mà để console log á thì nó chỉ mình nè, import hashed sẽ console. Đây, mình sẽ import thằng này vô. Làm luôn ha. Chứ hồi xưa là không có console log trực tiếp ở trong smart contract được mà phải test case. Token nó kêu mình import trên đây. Rồi. Xong rồi mình sẽ console log. Console log như thế nào thì đọc hướng dẫn tiếp.
thì mình sẽ gọi console log. Sau đó là một cái string, nếu mà biến ở trong string thì sử dụng cái %%, %%. Console log đây rồi, ok chấm phẩy. Vậy thì mình thử log một cái gì đó xem ha. Structure min, ví dụ mình console log đây đi. Rồi, owner, nếu mà string là %s đúng không? Owner 2.s. Thử lock cái owner với lại cái cap, cái max cap %s. Rồi sau đó thì mình sẽ truyền vào hai cái biến là msg sender và mình sẽ truyền vào cap đúng không? Max cap. Rồi thử coi nó có console log lại không nha. Nghĩa là console log, cái này là nó giới thiệu là console log trực tiếp ở trong file Solidity. À, đó, thấy không? Nó lock lại nè. Khi mà nó deploy nè, deploy mình nó lock lại nè. Owner 2 chấm là thằng này. Max cap là cái số này. Thì đó ở cái này cũng cũng hay. Nhưng mà mình thấy bây giờ anh em làm quen cái kiểu mà lock theo cái kiểu mà test á, lock ở trên cái unit test á thì cũng cũng mấy mình cũng chưa xài cái này nhiều cũng hay. Thì ra cái này mình cũng mới biết luôn, cái số lock trên trên smart contract. Đây nó chỉ nè, lock lại nè. Rồi bây giờ nè, bây giờ tiếp nè, deploying to live network, có nghĩa là bây giờ mình đã viết được smart contract rồi, mình đã test ok rồi, bây giờ mình sẽ deploy nó lên một cái mạng nào đó. Ok rồi, deploy nó thì theo như cái này nó nói, theo như cái này nó nói là hết config deploy. Cái này nó không nói, nhưng mà cái này mình nói là á, thường á khi mà cái cấu trúc folder á, là mình sẽ tạo nè contract test và mình sẽ tạo thêm một cái folder nữa là script để mình lưu tất cả các cái script ở trong này. Thì ở trong cái script này mình sẽ tạo một cái là deploy.js đó, thì để mình viết cái deploy trên đây. Thì hồi nãy mà ở ở cái chỗ test này á thì anh em cũng thấy deploy rồi đúng không, cũng thấy là này là deploy nè, đó token test ethereum gallery con đó get sign này đó, rồi token chấm deploy nè, rồi away hạch hết chấm deploy nè, đó thì cái này cũng là deploy, nhưng mà cái này là deploy ở trên cái blockchain test của hạch hết. Còn á, bây giờ mình sẽ deploy trên một cái mạng giống như là BSC testnet, hay là một cái mạng test, hay là một cái mạng thật gì đó, thì mình sẽ viết cái deploy script ở đây. Rồi để coi coi nó hướng dẫn deploy sao nha. Đây thì nó cũng giải thích y vậy thôi. Đây console log lại deploy ở get contract, xong rồi nó sẽ deploy. Đây là cái cấu trúc của cái deploy đây, deploy.js network name. Ok deploy address. À mà trước khi deploy á, tại vì deploy á nha, khi mà mình deploy á là mình phải có một cái tài khoản, mà ở trong cái tài khoản đó, ví dụ như mình deploy lên trên Binance Smart Chain Testnet đi, thì ở trong cái tài khoản đó nó phải có cái đồng test, để tại vì khi deploy phải tốn gas, hoặc là anh em khi deploy lên mainnet cũng vậy, phải có một cái tài khoản để mình deploy. Và để mà có cái tài khoản đó đó thì mình phải có cái private key đó. Nhưng mà cái private key á, thì mình không thể nào mà mình đưa trực tiếp vô trong code như vậy được, do đó mình muốn là làm thêm một cái bước nữa, đó là mình cài cái gói .env. Thì cái này là npm đó, thì cái gói này á, nó giúp mình làm gì, là nó giúp mình sẽ
sẽ lưu các cái thông tin bí mật, cái thông tin mà bảo mật á, như là private key này, như là mấy cái API key hay là username password gì đó mà khi mà mình chạy script mình cần á, mình sẽ lưu trong một cái file chấm .env để nó an toàn đó. Thì mình sẽ cài cái này vô trước. Rồi. Rồi, sau đó mình sẽ tạo một cái file nó là .env. Rồi. Thì mình sẽ lưu cái private key của mình vô đây. Kéo qua bên này cái nha. Thì đây, cái private key á, thì mình sẽ đặt cho nó là private key bằng. Rồi đó, thì private key thì đây, thì để lấy private key á, để lấy cái private key của một cái tài khoản á, thì anh em vô đây ha. Đây, ví dụ mình muốn lấy cái private key của cái tài khoản này, là có nghĩa là mình dùng cái tài khoản này để mình deploy lên cái mạng Binance Smart Chain. Thì đây, Binance Smart Chain Testnet đây ha. Đó, thì á, đầu tiên á, là mình phải có một ít test BNB để mình làm gas. Cái thứ hai là mình phải lấy cái private key. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái test BNB này ở đâu, thì mình sẽ lên đây mình search là faucet BNB testnet. Smiling dog. Con này có cười không đây? Rồi, sau đó mình đã vô được thì mình sẽ copy đây, thì mình dán nó vào đây. Xong mình gọi cái give me BNB đây, 0,5 BNB, rồi mình chờ nó. Rồi, đây, funded thì nếu không có gì sai lầm thì mình sẽ được thêm 0,5 BNB đó. Anh thấy không? Nãy 0,1 đó. Giờ mình đã có 0,6 test BNB để mình làm ra. Rồi, ok, thì cái đó là cách để mình lấy cái test token để mình deploy lên mạng testnet. Còn làm sao để lấy private key thì mình vô đây account detail nè, export private key nè, gõ cái password vô đây, confirm thì nó sẽ hiện cái private key của mình ra. Rồi, thì khi mà có cái private key rồi á và có cái testnet rồi á thì mình dán cái private key của mình vô đây. Rồi mình sẽ Rồi, giờ mình dán cái private key của mình vô rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái deploy script nè. Deploy đây. Network name. Đó, deploy remote network thì đầu tiên á nó sẽ kêu mình nè. Nếu mà deploy network nè, giống như đây nó hướng dẫn nè, thấy không? Nó chơi nguyên cái thằng key vô đây luôn. Xong rồi cái key này là một cái đấy thông, đầu tiên mình nói từ từ trước đi. Có nghĩa là bây giờ mình phải định nghĩa một cái network ở trong cái file hashed config.js, thì mình sẽ định nghĩa cái Binance Smart Chain Testnet. Đây, đây hashed config rồi, export module bằng solidity gì đó require. Rồi bây giờ mình sẽ require thêm một cái nữa là cái .env require, trong này sẽ là .env.config. Rồi, để mình sử dụng cái env này, cái gói .env mình mới vừa xài. Rồi ở đây xuất ra phiên bản Solidity, mình sẽ xuất thêm một cái nữa là network. Network. Rồi, và trong này thì mình sẽ định nghĩa một cái là BSC testnet.
BSC test. Rồi, thì làm sao để lấy được cái này? Có nghĩa là bây giờ ở trong cái network này á, mình sẽ khai thứ nhất là cái đường dẫn để mình truy cập vô trong cái node, cái validator node của thằng mạng BSC, và mình sẽ định nghĩa một cái là account, mà cái account này chính là cái private key của cái tài khoản mà mình dùng để mình deploy lên cái mạng BSC testnet. Rồi thì làm sao để lấy cái này thì cũng Google thôi. Ví dụ anh em muốn lấy là BSC thì mình sẽ search là BSC testnet RPC endpoint. RPC endpoint có nghĩa là giống như là một cái điểm endpoint để mình truy cập vô trong cái mạng á, nó là cái validator node á. Thì đây thì như là cái này, mainnet nè, mainnet là 56, testnet là 97. Thì đây mình lấy cái này, mình lấy cái đường link đó đây nè, mình copy nó, mình dán vô. Còn nếu mà mainnet thì mình phải sử dụng qua mấy cái endpoint này. Còn đối với nếu mà cái này là đối với BSC, còn nếu mà anh em muốn Ethereum thì cũng tương tự thôi. Ethereum RPC endpoint. À, đối với Ethereum á, thì mình sẽ quay lại cái này. Mình sẽ quay lại cái hướng dẫn của thằng Hạch Hết đi cho nó dễ. Đây, đối với Ethereum á, thì nó sẽ có hai thằng lớn mà hay chạy infrastructure cho Ethereum, đó là Alchemy và thằng Infura. Thì á, hai thằng này là các thằng nó chạy các cái node của Ethereum, và nó sẽ cung cấp cho mình mấy cái đường URL đó, mà trong cái URL đó sẽ có cái key này của mình nè. Thì ở đây nó sẽ hướng dẫn nè ha. Cái API key của Alchemy là ở đây. Private key của thằng Goli bỏ vô đây, xong rồi nó sẽ đưa cái này. Thì cơ bản là cái URL này á là một cái endpoint để mình truy cập vào trong cái node để mình giao tiếp với lại cái mạng blockchain. Thì cái đó là tùy mạng mà nó sẽ có các endpoint khác nhau. Thì trong cái demo của mình thì mình làm Binance Smart Chain, thì mình sẽ lấy cái endpoint này. Rồi rồi bây giờ khai rồi đúng không? Khai rồi thì bây giờ mình sẽ viết tiếp deploy script nè. Deploy script chưa viết nè. Deploy script thì đây, deploy script thì nó viết ở đâu, copy path của nó đây, nó viết đây, nó viết đây, nó viết đây. Thì bây giờ mình copy qua mình giải thích thôi. Thì cái này cũng là thuần JavaScript thôi mà, đúng không? Đâu vấn đề gì đâu. Thì nó viết cái hàm main là đầu tiên là deployer.eth.getSigner nè. Xong rồi console log lại deploy từ địa chỉ nào. Xong rồi console log lại account 3 lần. Xong rồi constant string bằng eth getFactory, xong rồi từ cái này chấm deploy, xong rồi console log lại cái address đó. Nhưng mà token này mình phải sửa là thành floppy, bởi vì cái token của mình tên khác thì mình sẽ quất nó vô đây. Rồi, hình như vậy là đủ rồi đó. Bây giờ chạy nè, npx hạch hết run script, npx hạch hết run script deploy.js gạch gạch network name, npx run script remoting, coi coi phải đúng không, npx hạch run script deploy. Hình như nó có cái lệnh deploy nữa mà sao cái thằng mới này nó máy, để mình thử cái lệnh cũ rồi nó chạy không. Tại vì thường ở trong cái bản gạch hết cũ á, nó có, mình chỉ cần gõ là npx hạch hết deploy thôi, để thử coi cái lệnh cũ nó còn chạy không. Xong rồi mình sẽ gạch cái network vô, thì cái network mình sẽ xem, mình sẽ lấy đúng cái tên này nha, đúng cái tên là BSC test nè. Hình như cũng còn chạy đó. Unrecognized task deploy. À, vậy là cái thằng này mới này nó không chạy rồi. Vậy là mình phải gọi giống nó rồi. Vậy là mình sẽ gọi giống nó. Network mình cứ là BSC test. À, thấy nó cần console log lại không? Đây. Nó cần console log lại nè. Nó cần console log lại cái account 3 lần nè, token address nè. Đó, có nghĩa là cái này là deploy xong rồi nè. Đây, token address đây. Thì làm sao để check deploy xong chưa thì mình sẽ lên BSC scan.
mình bắt cái video vô đây coi nó có chưa. Ồ, cái này đang ở bên net, phải chuyển qua test net. Test net. Đây, đó, thì đây. Mình thấy à, lên rồi nè. Contract nè. Lên rồi. 35 second ago, contract creation. Từ cái địa chỉ này, cái địa chỉ này là mình đã có cái private key rồi. Rồi, đó, thì bây giờ mình cái bước tiếp theo nữa là mình sẽ verify cái source code, tại vì bây giờ cái contract này là chưa có source code nè, chưa verify nè. Thì mình sẽ verify cái source code thì ở trong cái thằng Hackhead nó có sẵn một cái task là verify rồi, thì cái task đó nó sẽ nằm ở trong cái này nè. Hackhead toolbox á, nghĩa là hồi xưa là mình phải cài nhiều gói nhìn cái mấy cái require với mấy cái import nó lằng nhằng lắm. Bây giờ cái bản mới thì nó gom chung vô một cục Hackhead toolbox, rất là tiện. Rồi thì á bây giờ mà để verify ở trên cái thằng BSC scan á thì mình sẽ phải cần lấy một cái gọi là BSC scan API key để nó dùng cái key đó để nó verify trên này. Thì làm sao để lấy trên đó, làm sao lấy thì mình cũng Google thôi. Đây, API document vô đây. Đây, create an account nè, getting an API key nè. Đó, thì anh em cứ theo cái hướng dẫn này thôi. Get API key. Rồi, edit API key gì đó. Thì mình sẽ vào đây để create an account. Đó, nó hướng dẫn cho mình nè. Account registration nè. Đó, thì anh em cứ nhập thôi. Ha, làm từng bước. Thì nó sẽ gửi về một cái key ở trong cái email của mình. Rất là đơn giản luôn. Y như mình tạo một cái tài khoản Gmail thôi, chứ không có gì phức tạp hết. Thì cứ theo cái hướng dẫn này của nó. Verify do email nè, xong rồi xài account gì đó, xong thì mình sẽ có một cái API key. Thì đối với mình thì mình đã có rồi. Thì cái đầu tiên á, là mình sẽ đưa cái API key của mình á vô trong cái file chấm env, mình sẽ đưa nó vô trong cái file này ha. Đó thì private key bằng để mình đưa về cho anh em vậy, vậy xem để coi anh em nào mới không biết thì cái đó. Thì hồi nãy là mình để nè private nè key nè bằng x gì đó ha, nếu mà mình đưa vô đây. Còn ở sau đó thì mình sẽ là API gạch dưới key key bằng x gì đó. Đó thì cái private key thì bắt vô đây, cái API key thì bắt vô đây, và cái tên là chấm env thì nó cái file thì cái thư viện .env nó sẽ đặt được, nó sẽ đọc được thôi. Rồi sau khi mà mình đã có API key rồi á thì mình sẽ vào tiếp cái hackhead config này để mình khai cái scan API key ở trong này. Rồi mình sẽ khai thêm một cái này là network rồi đúng không? Cái này là network. Network rồi mình sẽ khai thêm một cái key nữa gọi là etherscan. Và ở đây API key 2 chấm process.env.api gạch dưới key. Rồi. Đó, thì mình sẽ khai thêm cái API key của mình vô trong cái file config này. Rồi còn gì nữa không? Rồi. Thì bây giờ nếu mà mình thử thì mình sẽ chạy deploy để trên cái thằng này nó có hướng dẫn không nè. Đây. Boilerplate debugging final thought à, có nghĩa là cái phần mà cơ bản thì cái thằng Hackhead nó chỉ hướng dẫn mình vậy thôi.
chứ nó sẽ không hướng dẫn thêm cái phần ấy. Để coi đây nó có hướng dẫn cái phần verify không, nằm trong toolbox rồi phải. Đây, automatically verify contract. Import install say date và hành thép toolbox nè. Case. À, cái này đi, cái này document thì anh em về xem sau đi, giờ ngồi mò mất thời gian quá. Thì nó sẽ có một cái task gọi là verify, thì mình sẽ gõ là npx attach verify và cái npx attach verify là như phải cái tên network nữa. Đúng không đó? Này anh cũng quên mẹ rồi. Cái tên network đúng không? BSC. BSC scan cái tên network xong rồi tới cái địa chỉ đúng không? Vậy đúng không? Đúng rồi. BSC test chứ. Đó, có nghĩa là muốn verify đúng không? Bây giờ mình sẽ gõ nè, npx attach verify gạch gạch network. Rồi mình đưa cái network của mình vô. Sau đó là muốn verify cái contract nào thì đưa cái smart contract đó vô đây. Rồi, thử ra đúng không? Gì đây? Please provide. Chưa gán cái cần phải gán rồi mà. Khoan nha, để coi nó lỗi gì nha. Khoan để check lại cái file env coi. API key, Etherscan là API key, chứ không phải là cái kiểu kia. Process.env.env.bsc.test, rồi đó, chắc là được rồi đó. Nè, thấy không? Verify for Block Explorer nè, waiting for verify result là lên rồi đó. Bây giờ chờ cái thằng kia nó verify thôi. Đây, ha. Verify xong thì anh em thấy nè. Successful verify contract floppy on Etherscan. Đây, testnet.bsc scan. Nó để là Etherscan vậy thôi, nhưng mà thật ra là BSC. Đây. Nó thì mình thấy contract đã xong ha, đã có source code vô read contract đã đọc được nè. Đây, đã đọc được ha. Write contract. Rồi, ok, vậy là mình đã làm xong cái chuyện mà setup hack hat nè, rồi viết token, viết smart contract nè, test smart contract nè, deploy nè, verify source code nè. Bây giờ còn một cái nữa là interaction. Bây giờ sẽ giao tiếp với nó như thế nào, rồi mình sẽ hướng dẫn cho anh em giao tiếp với nó. Nhưng mà chờ xíu đi, uống miếng nước cái kháng hết cổ rồi.
Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục giao tiếp với nó. Ok. Rồi, giao tiếp với nó, giao tiếp với nó thì bây giờ mình sẽ viết một cái script để giao tiếp ha. Mình sẽ giao tiếp bằng 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 cái JavaScript bình thường thôi. Ok, mình sẽ nêu một cái file đây. Mình sẽ để là interaction. CS. Rồi thì để giao tiếp được với nó thì mình sẽ cần một số cái thứ sau. Đầu tiên á, là mình sẽ cần một cái thư viện mình sẽ dùng Web3 để mình giao tiếp. Cái thứ hai mình cần á, là mình cần cái API của nó. Cái thứ ba mình cần á, là mình cần một cái địa chỉ của nó. Và cái thứ tư mình cần á, khi mà mình gọi các cái hàm á, mà nó thay đổi các cái hàm mà nó thay đổi cái state của blockchain á, mà mình phải trả phí gas á, thì mình sẽ cần một cái private key để một cái ví để trả phí gas, thì mình sẽ cần cái private key của cái ví đó. Đó là đó một số cái mình cần. Thì mình sẽ làm từ từ ha. Đầu tiên là cái private key thì mình sẽ phải tất nhiên là mình phải require cái dot env chấm config. Rồi thì đây là .env, để một chút nữa mình lấy cái private key ở trong cái file chấm .env ra. Sau đó mình sẽ cần web3 bằng require web3. Rồi thì web3 này nó là một cái thư viện mà mình chưa cài, thì bây giờ mình phải cài. Đúng không nhỉ? Web3 hay là Web3 JS gì nhỉ? Web3 vậy thôi đúng không? Quên giới thiệu, ở đây có team mình trong này nữa. Có doc là full stack developer, hai ba stack, cái gì cũng chiến được hết. Chơi cả smart contract, mobile, rồi Windows, rồi front end, back end, nói chung cái gì cũng chiến được hết. Thì có viên viên là chuyên về front end, cắt dán HTML, Next.js đồ này nọ, các framework front end tương tác blockchain. Với có anh Nhật là chuyên gia low level language. Thì thật ra mình cũng ít code á, ít code thì có anh em vô, nhiều khi có cái bug nào nên nhìn vô biết liền, còn mình thì nhiều khi debug lâu lắm. Rồi cài xong rồi, bây giờ hồi nãy mình nói gì nhỉ, .env có rồi nè, web3 có rồi, bây giờ mình sẽ giao tiếp với lại cái smart contract token. Thì mình sẽ phải có một cái API. Thì cái token của mình là floppy, thì mình sẽ đặt tên là floppy API bằng. Thì cái API này lấy đâu, nếu mà anh em mà ở trên Etherscan á, thì mình có thể vào đây mình lấy nè, con chắc nè, kéo nó xuống đây. Contract API nè, nó có sẵn cái nút copy nè, copy nguyên cái khúc này mình kéo về. Còn không thì mình lấy token của mình thì mình lấy đây cũng được. Contract nè, artifact nè, contract nè, floppy nè, nãy mình nói khúc đầu á, API đây nè. Thì cái này là API. Rồi, mình sẽ copy copy khúc này đi. Copy nó. Bla 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 interaction đây, API đây. Copy nó đây. Đóng nó lại đi, nó dài quá. Đấy, rồi. Floppy API rồi, bây giờ đã có API rồi. Một cái nữa mình cần nữa là gì? Là mình cần address. Floppy
address bằng. Rồi, floppy address này thì sẽ bằng cái gì? Address lấy đâu? Address lấy đây. Đây, address đây. Copy nó về. Rồi, mình sẽ cần gì nữa? Mình sẽ cần private key. Ok, mình sẽ cần private key thì mình sẽ my private key bằng mấy cái thằng quỷ này nó suggest code cái gì .env .private key. Rồi, đủ chưa? Có address rồi nè, có API rồi nè, có web3, có .env rồi, có private key rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ viết thôi. Bây giờ mình sẽ viết một cái function interact đi, interact. Ở dưới này mình gọi nó interact. Rồi, thì đó, mình sẽ viết một cái function là giao tiếp, xong mà viết xong thì mình sẽ gọi nó dưới này. Rồi, bây giờ á, cái đầu tiên á là mình sẽ khởi tạo một cái đối tượng là web3, mình truyền vào cái địa chỉ của cái node để cho nó biết là cái mình đang ở trên cái mạng nào. Thì mình sẽ chạy là web3 bằng away new web3. Anh em nhớ đặt cái cách đặt tên ha, ở trên này là hoa, ở dưới này là chữ thường để không nó không có bị shadow cái biến á. Rồi, sẽ truyền vào cái này. Interaction truyền vào cái này. Rồi, đó, vậy là đã có một cái đối tượng web3. Sau đó khi mà có cái đối tượng web3 rồi thì mình sẽ khởi tạo một cái đối tượng của cái contract floppy. Thì mình sẽ đặt tên cho nó là floppy contract bằng await new web3.it.contract. Rồi, để khởi tạo một cái đối tượng contract thì mình sẽ truyền vào API và address. Thì mình truyền API vô, API là floppy API đây. Và mình truyền vào address là floppy address đây. Đó, xong. Vậy là mình đã có được một cái đối tượng là floppy contract của cái hợp đồng token này, của cái hợp đồng này. Ha, rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nè. Mình sẽ interact từ cái khúc này ha. Rồi. Mà viết tiếng Anh thì không có dấu. Functions. Okay. Rồi, thì á tương tác á là nó sẽ có hai kiểu nha. Một cái kiểu nó gọi là call, còn một kiểu gọi là send. Mình ghi vô đây luôn. Call nè. Send. Call có nghĩa là mình chỉ đọc thông tin từ blockchain thôi. Ví dụ như mình lấy cái token này tên là gì, cái token này decimal là bao nhiêu số 0, cái top balance up của một cái ví nào đó là bao nhiêu. Thì á, đối với cái trường hợp mà call mà đọc dữ liệu từ blockchain mà không làm thay đổi dữ liệu của blockchain á, thì thứ nhất là mình sẽ không phải trả phí gas. Và cái thứ hai á là mình sẽ sử dụng cái phương thức là call. Còn đối với cái trường hợp send, ví dụ là những cái là mình tương tác với lại những cái hàm mà nó làm thay đổi cái state của blockchain, ví dụ như mình transfer từ ví A qua ví B thì nó làm thay đổi cái balance, thì á mình phải sử dụng là send. Mà khi mà send thì mình sẽ phải trả phí gas và mình sẽ phải có một cái private key để sign cái transaction đó và trả cái phí gas cho cái transaction đó. Thì nó sẽ có hai kiểu tương tác là call và send. Rồi, bây giờ mình demo trước cái phần call đi. Call ha. Thì ví dụ như là mình sẽ lấy cái số dư của mình đi ha, mình sẽ gọi cái hàm này nè. ERC20 đóng cái này lại đi. Thôi, cái này lâu lắm. Để mình lên đây cho nó nhanh. Đây,
Đây, ví dụ này ha. Ví dụ như là mình gọi cái hàm này balance up này. Cái cách mà tương tác ở trên cái BSC scan thì cái ở trong cái video mà mình làm về cái hệ thống kiến thức top cận thì mình cũng nói rồi ha. Đấy, ví dụ mình gọi cái balance up của cái này thì anh em thấy là mình chỉ cần gọi thôi, mình truyền vào mình query cái là nó trả dữ liệu về. Hoặc là cái thằng Decimo nè, nó có sẵn dữ liệu nè, mình có sẵn dữ liệu owner nó có sẵn thì mình không phải trả phí gas, không có gì hết, mình chỉ ai gọi cũng được hết, chỉ gọi vô thôi. Còn á cái phần bên này á là cái phần send nè, phần send là mình sẽ làm thay đổi cái state của blockchain thử luôn nha, MetaMask nè. Ok, mình đang connect ví này ha. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ gọi cái hàm transfer, mình sẽ gọi transfer ha, mình sẽ transfer. Đầu tiên là phải add cái token này vô đã. FLB, ok. Import. Đây, thì cái token của mình là cái FLB này đây. Mình đang có nhiêu đây. Bây giờ thì mình sẽ thử mình chuyển ha, mình chuyển từ cái địa chỉ này, mình chuyển qua một cái địa chỉ khác của mình đi. Ví dụ mình chuyển qua, ví dụ chuyển qua thằng này đi, copy nó rồi. Ví dụ mình chuyển qua transfer đây, to đây, chuyển qua thằng này, số lượng 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. Rồi, khi mà chuyển nè, có nghĩa là mình gọi cái hàm transfer nè, bấm right một cái nè, là nó phải búp cái này lên để nó lấy cái tài khoản này để nó trả phí gas, và mình phải confirm nè, mình phải confirm cái giao dịch chuyển và mất phí gas nè, thấy không? Estimated gas nè. Còn đối với trường hợp mình lấy ba lần rồi nãy như nãy mình show á thì nó sẽ không mất phí gas. Rồi mình confirm cái là nó chuyển. Đó, thì nó sẽ chuyển, thì bây giờ mình sẽ qua bên thằng này. Mình sẽ quay lại câu 1 đây, mình sẽ import token nó vào. Không phải. Import token nó vào. Đây, có 100 mà nè, thấy không? Đó, mình đã có 100 cái token mình chuyển qua. Đó, thì cái đó là cái sự khác biệt giữa cái call với lại cái send á, thì cái này là giao tiếp ở trên cái thằng UI của BSC Scan, còn bây giờ mình phải viết bằng code. Ok, quay lại tiếp cái này ha. Interaction, bây giờ mình sẽ thử cái call ha, mình sẽ thử cái call. Rồi, mình sẽ my, ví dụ mình làm my balance bằng. Rồi. Away. Rồi bây giờ đã có floppy contract rồi thì mình gọi một cái hàm á, thì mình sẽ gọi là floppy floppy contract rồi floppy contract chấm method chấm balance up, rồi chuyển cái tham số vào đúng không, để mình check lại nè, chấp lại đúng cái tên hàng và đúng cái tên hàm nó phải là hoa thường phải đúng nha. Rồi truyền cái địa chỉ này vào đây. My private key cho nó lên trên đây luôn đi. My address. Rồi truyền vào. My address. Sau đó cần lock my balance. Đó, có nghĩa là bây giờ mình sẽ giao tiếp với lại cái hàm balance up này. Thì mình đã thể tạo được cái floppy contract rồi, mình gọi method rồi, balance up rồi thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy nó coi. Lỗi gì đây? Balance up is not a function. Balance up is not a function. A chữ F này viết hoa chạy
Function await call program interaction chấm gs. Cannot send variable khoa nha. Mời ba lần away để debug nó xem nào. Step over, step into, step out, step F5. Sao anh em lỗi gì, có ai debug được không? Debug phụ với. Rồi sao bị out rồi nhỉ? Nhưng mới bị out đúng không? Alo, alo. Alo, alo. Có đây nè, chạy xuống nè. Chạy xuống nè. À, chưa mà, chưa con mà. Đúng rồi. À, đúng rồi, lâu quá không code rồi, có được quên hết rồi, phải code thường xuyên. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Quên, chấm con. Nói nó phải vậy mới đúng. Rồi, bỏ đây đi, dứt. Đó, thấy không? Nó sẽ trả về đây. Mình cần console log cái ba lần thì nó sẽ trả về cái ba lần. Bị email rồi, ok, rồi. Đó thì đây là cái cách mà mình gọi một cái hàm call ha, mình call mình gọi cái hàm balance up. Thì đối với lại tất cả những cái hàm mà ở bên cái phần read nè, đây ví dụ như cái hàm decimal hay là cái hàm name đó, hay là cái hàm owner hay là symbol gì total supply gì đó, thì mình sẽ dùng call. Rồi cái này là mình đã demo cái call nè, call này là ai gọi cũng được, không cần phải phải trong cái không cần phải trả gas và cũng không cần phải có cái private key. Rồi bây giờ mình sẽ demo thêm một cái nữa là send nè. Send có nghĩa là modify the state of the blockchain. Ok, mình sẽ demo cái chuyện mà mình transfer nha, mình transfer từ một cái địa chỉ nào đó. Thì bây giờ có my address rồi. Ồ, có cái mic của ai mà anh cứ nghe ồ ồ ồ nha. Rồi, bây giờ có my address rồi, bây giờ thêm một cái địa chỉ receiver nữa đi, người nhận nữa đi để mình test cái chuyện mà transfer nha. Receiver address bằng lấy cái địa chỉ của mình đi. Mấy cái địa chỉ này. Rồi, receiver address có rồi ha. Bây giờ mình sẽ thử gọi hàm transfer nè. Transfer token nè. Rồi. Bây giờ thì đầu tiên mà để transfer là mình sẽ phải add cái private key vô trong cái wallet của cái thằng web3. Để cho nó biết, để cho nó có cái private key thì nó mới sign transaction được. Thì mình sẽ chạy bằng cái lệnh là web3.it.account.wallet.add. Rồi. Mình sẽ truyền vô đây là my private key. My private key. Rồi. Sau khi mà away thằng này xong á thì mình sẽ check nha. Trước khi mình transfer thì mình sẽ check cái balance của cái thằng receiver. Thì check balance thì mình sẽ là re, mình sẽ đặt một cái biến mới đi, receiver balance đi. Balance bằng check cái balance đó. Away này thay truyền vào my address thì sẽ truyền vào receiver address. Ok. Rồi. Bây giờ sẽ transfer thì mình sẽ đặt một cái biến là RS đi để mình show cho anh em xem cái result.
Await, bây giờ transfer đúng không? Thì mình sẽ gõ nè, floppy a floppy contract này, chấm nè, method nè, chấm nè, transfer. Thì transfer này á, nó sẽ nhận vào một cái address và một cái amount, thì mình chuyển cho ai? Chuyển cho cái thằng receiver. Thì mình sẽ chuyển receiver address vô đây, truyền vào amount, ví dụ mình truyền vào 50 123, ví dụ 100.000 đi. Rồi sau đó mình sẽ dot send. Đây, thấy không, ở trên này là call nè, nhưng mà dưới này phải là send. Rồi ngoài ra khi mà send á, thì ở trong cái send á, mình sẽ truyền vào một cái object, mà trong cái object này á, nó sẽ có from cái my address là gửi từ ai, dùng cái địa chỉ nào để gửi, thì gửi từ này. Và nó sẽ có cái gas, cái gas này có nghĩa là cái maximum gas mà mình chấp nhận mình trả cho một cái giao dịch. Thì thường để cao cao cho nó nhanh, mình để là 300.000 này, 3 triệu đi. Rồi sau đó mình sẽ lock lại cái này là receiver balance before đi, có nghĩa là trước khi chuyển. Before, rồi receiver balance after, receiver balance after. Sẽ bằng sau đó mình sẽ console log. Đầu tiên là log cái RS lại nè, log cái balance before nè. Sau đó mình sẽ lắp cái balance after nè. Rồi comment cái này lại đi, khỏi chạy khúc con này đi, mất công. Rồi debug nó coi có lỗi gì không. Mấy cái lệnh này mà nhiều khi mình phải chờ lâu lâu á, tại vì nó phải chờ cái mạng lưới nó xác nhận nữa, thì nó chạy lâu lắm. Lâu BSC test nó lại hay bị khùng. Ôi nhanh thế. Đây thì anh em thấy là đây, nó cái result á, là nó sẽ trả về cho mình một cái object, trong đó sẽ có đầy đủ block hash rồi block number này kia nọ. Thì đây là cái balance before và đây là cái balance after, thì có nghĩa là cái token nó đã qua rồi. Mình check á, mình check cái balance before với after, mình lock lại. Mình muốn cho anh em coi cái gì nữa ta, mình muốn cho anh em coi cái result nè. Mình đi bắt lại ha. Đây. Variable global result nó nằm ở đâu? Receiver RS đây. Đây, nó đây. Thì đây, cái RS nè, nghĩa là khi mà mình gửi một cái transaction mà nó được đào rồi á, xong rồi cái transaction đó ok chạy được rồi á, thì nó sẽ trả về cho mình một cái object, nó có cái cấu trúc như thầy, nó gọi là một cái transaction receipt. Ở trong đó nó sẽ có cái đủ cái block hash, rồi block number, rồi contract address cumulative nè, nó sẽ có event nữa nè, event transfer nè, transfer từ address nào bao nhiêu, transfer from thằng nào đó. Thì cái này cũng là một cái anh em cần lưu ý để mình vô mấy cái workshop sau á, thì mình sẽ xử lý ở trong cái result này rất là nhiều. Nghĩa là khi mà mình gửi transaction xong rồi mình nếu mà thành công thì nó trả lại cái transaction receipt, bắt đầu mình đọc vô trong cái transaction receipt đó rồi mình xử lý nhiều thứ trong đó. Send console log interact. Rồi ok, vậy thì chắc cũng là vậy, là cũng khá là nhiều thông tin rồi đó. Thì mình đã demo full cái nội dung của cái workshop 1 rồi đó. Thì bây giờ mình muốn ha, anh em nào mà xong cái này á, thì chắc chắn mình có ghi màn hình, thì xong này mình sẽ biên tập lại, mình sẽ up lên trên cái kênh YouTube. Nhưng mà bây giờ mình muốn anh em làm một số thứ ha, để mình quen ha, chứ thực ra mình làm thì đâu có ý nghĩa gì đâu, mình phải tự làm thì mới biết, chứ không chứ mình ngồi nhìn mình làm thì không giỏi đâu. Bây giờ anh em thử làm lại y chang token đi, có test case đàng hoàng ha. Rồi anh em sẽ thử nè, giao tiếp với tất cả các hàm còn lại,
bằng code. Rồi, nếu mà có lỗi gì đó thì cố gắng Google ha, cho chắc chắn. Nếu mà lỗi thì trên mạng người ta chỉ nhiều lắm, cố gắng Google để xử lý. Còn nếu mà vẫn không xử lý được á, thì nhắn lên group rồi mình trả lời. Rồi, còn nếu mà anh em nào mà giỏi nữa, mà dữ dằn nữa thì thử làm workshop 02. Đó, workshop 02 thì mình đã post trên kia rồi, viết một cái vô smart contract có cái tính năng nạp token vào. Đó, rồi rút token ra. Rồi giao tiếp này nọ, test case rồi các thứ. Vân vân và may may. Rồi, ok, chắc hôm nay như đó cũng 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 là nhiều thứ rồi đó ha. Anh em có ai có câu hỏi, có thắc mắc gì không, hay có góp ý gì không? Alo, rồi vậy thì thôi, chắc mình kết thúc ở đây ha. Để một xíu nữa mình sẽ edit lại cái video này, mình sẽ up lên. Anh em nào mà nhanh quá theo không kịp, hay là muốn muốn làm lại hay làm theo gì đó thì cứ lên kênh mình coi rồi làm theo. Có thắc mắc gì thì nhắn lên group nha. Ok. Rồi, thank you. Bye bye anh em.